Xin chào mừng các bạn đến với Mẹo Vặt 789. Ở đây các bạn thấy là lần này về có một số các cái sản phẩm liên quan đến gậy đánh bắt các bạn nhé. Thì gậy này là gậy carbon siêu nhẹ. Thì nói với carbon cho các bạn dễ hiểu là nó là cái chất liệu là không dẫn điện. Chứ còn thực tế ra nó không phải là carbon 100% đâu. Carbon nó đắt lắm chứ chúng ta không sử dụng được gậy carbon đâu. Thì ở đây mình đang có các cái cỡ là 2m2, 3m2 và 4m2. Thì các bạn thấy là cái gậy này nó màu là màu xanh dương. Thì nó cũng là bằng cái dạng như là cái sợi hóa học, nó được cuốn lại cùng với nhựa epoxy gì đó, nó thành cái gậy như thế này. Đó. Thì ở đây cái phiên bản 4m2 các bạn thấy đây, mình đang có 3 phiên bản đây. Cái 4m2 thì nó là 4 đốt đây, 1 khúc này, 2 này, 3 này và 4 này. 3m2 thì nó là 1, 2, 3. 2m2 thì là 1, 2. Đó. Như vậy là cái khúc nó khác nhau như vậy. Mình sẽ giải thích trong video này đầy đủ cho các bạn xem là cái chất liệu của từng cái chi tiết ở trên cái gậy này, cùng với là đo cái chiều dài thực tế của cái sản phẩm này nhá. Thì mình sẽ sử dụng bằng cái gậy 2m2 này để chúng ta giới thiệu trước đi. Vì là ba cái gậy này chất liệu nó như nhau cho nên là mình sẽ không nói từng gậy một nhá. Thì đầu tiên ở đây khi các bạn mua sản phẩm thì bên mình có tặng kèm theo cho các bạn ở đây là một cái cò bóp dành cho kích điện tử nhá. Và đây là cái giá đỡ. Thì cái giá đỡ này các bạn về sử dụng tay thuận là tay có cái vợt này, các bạn dắt vào đây. Đó, như vậy là khi chúng ta sử dụng là chúng ta bóp này sử dụng rất là tiện. Đó, rồi. Tiếp theo là khi các bạn mà kéo dài hết cỡ cả ba loại gậy này luôn thì chúng ta sẽ còn một cái đoạn điện, dây điện dài như thế này. Nó có chiều dài cái dây điện này rơi vào là 1 mét các bạn nhé. Có cái thì 1m1, có cái thì 1 mét, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hơn 1 mét các bạn nhé. Đó, như vậy đây là 1m6 này. Và cái đầu này thì nó đã được kẹp cốt sẵn rồi. Các bạn về chỉ việc là vít vào và sử dụng thôi. Rồi, ok. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đo kích thước, cái chiều dài tối đa. Hiện tại cái gậy này mình đã kéo ra hết cỡ rồi. Các bạn có thể thu giảm cái độ dài bằng cái khớp phía trên này nhá. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn. Mình sẽ đo cái chiều dài từ đỉnh vợt. Đây, từ đỉnh cái vợt này xuống đến cái đầu cán. Thì nó sẽ là 2m16 nhá. Chính xác là 2m16. Đó, đây là cái mẫu 2m2. Chiều dài chính xác là bằng 2m16. Còn khi mình đo mình cái gậy này, mình cái gậy không có vợt nhé, thì nó sẽ là bằng 1m92. Đó. Còn đối với cái đường kính của cái vợt này, nó là bằng 25cm. Độ sâu của cái vợt này, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 26-27cm. Chất liệu của cái vợt này thì xung quanh cái viền khung vợt này nó làm bằng inox các bạn ạ. Các bạn thử nam châm nó không bao giờ hút nhá. Nó là inox, chính xác là inox luôn. Cái vòng ở đây để nó hàn cái khung này vào đây á, nó cũng là bằng inox luôn. Và nó được cố định lên cái gậy này bởi bằng một con ốc ở đây. Cái con ốc này vít vào cái khung inox này, sau đó vít vào cái gậy này và vít luôn cái cốt kẹp dây điện. Chất liệu của cái vợt này nó làm bằng cước. Các bạn thấy là mỗi một sợi này nó đan bởi bằng hai sợi cước nhỏ. Sau đó và nó đan thành cả một cái vợt như thế này. Đó, đây là cái chất liệu của nó. Còn về cái gậy này, nó rất là mỏng. Nó rất là mỏng luôn các bạn ạ. Thì các bạn sử dụng thì vô tư thoải mái đi. Cái này nó khó chịu nắng chịu mưa, cho nên là không lo về cái vấn đề là sau này nó lão hóa rồi nó mùn hay là nó giòn thì không phải. Chỉ quan trọng nhất là các bạn đừng có giẫm đè lên nó. Giẫm đè lên nó mà bẹp, nó mà vỡ đó, thì hầu như là chúng ta hỏng. Mà các bạn lưu ý là khi nào mà các bạn giẫm bẹp lên rồi thì các bạn phải lấy cái máy cắt cầm tay á, các bạn cắt vứt bỏ luôn cái phần bẹp đó đi. Hoặc các bạn lại dắt lại cái này vào. Ví dụ như nó bẹp ở chân kia thì các bạn chỉ cần ở cái phần này này, họ dán keo vào cái chốt này. Ví dụ như nó vỡ ở cái khúc này thì các bạn phải cắt vứt cái phần vỡ đi. Sau đó chúng ta cho cái chốt này lùi xuống đây thì chúng ta có thể sử dụng tiếp được, chứ chúng ta không nên cứ để cái nếp vết vỡ như vậy, chúng ta lại băng keo vào thì nó sẽ không bền đâu nhá. Nó sẽ vỡ tiếp theo đấy, nó sẽ ăn lan dần. Và các bạn lưu ý cho mình như vậy.
Rồi và bên trong các bạn thấy là nó rất là mỏng luôn, nó mỏng như kiểu là bằng tờ giấy bìa vỡ, nó rất là mỏng. Rất là khó thấy đúng không ạ? Màu đen mà camera nó lấy nét kiểu gì nhỉ? Đó, mỏng lắm. Rồi bây giờ thì đây là cái gậy 2m2 nhá. Thì đối với cái loại mà có cái chui này nó chất liệu nó cũng tương tự, nó là bằng inox các bạn nhá. Không biết là lên inox bao nhiêu nữa, nhưng mà tóm lại là chúng ta sử dụng nam châm nó sẽ không hút đâu, nó không có từ tính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo cả cái đầu chui này thì nó sẽ là bằng 2m12, 2m12 nhé. Còn đối với gậy là bằng 1m9 mấy lúc nãy rồi, 92, 93 gì đó, mình gậy không. Cái này thì dùng cho anh em nào mà đi đánh bộ chơi chơi thôi, 1m93. Rồi, còn đối với anh em nào mà muốn đánh cái rộng hơn á, thì chúng ta sẽ sử dụng sang phiên bản là 3.2m. 3.2m thì thực tế là các bạn thấy này, nó tương tự như cái 2.2m. Nó chỉ khác rằng là nó được nối thêm một cái đốt to hơn một chút nằm ở phía đốt đầu tiên. Thực ra là hai cái đốt đằng trên của cái gậy 3.2 nó thực tế nó là bằng hai cái đốt của cái gậy 2.2 nhá. Nó chỉ tăng thêm một cái đốt này thôi. Thì bây giờ chất liệu nó như nhau cho nên là mình sẽ đo mình cái kích thước cái chiều dài chính xác của nó thôi. Em lại bên kia hỗ trợ anh. Đây, 3m12 các bạn nhé. Chính xác là 3m12 này. Đó. Rồi bây giờ mình gậy không thôi, không đo vợt nữa thì nó sẽ là bằng 2m87. 2m87 nhá. Rồi. Tiếp theo đến loại gậy 4m2 thì cũng giống như tương tự 3m2 thôi. Đối với 4m2 này thì nó chỉ là tăng thêm một cái khúc phía dưới thôi. Cứ mỗi một khúc này nhà sản xuất nó đang cắt là bằng 1 mét đấy. Cho nên là người ta mới tính là cứ mỗi một khúc là 1 mét cộng với cái vợt. Cho nên người ta mới đặt tên là 3m2, 2m2 và 4m2. Nhưng mà trong khi đó khi chúng ta rút ra thì nó sẽ còn một khúc trong đây này. Nó được lọt lòng trong đây để nó giữ cho nó chắc đấy. Cho nên tại sao mà khi gọi 4m2 mà chúng ta đo lại không được 4m2. Lý do là như vậy các bạn nhé. Rồi tiếp theo đây là 4m2 thì chúng ta sẽ đo xem là cái chiều dài từ cái đầu vợt xuống đến cái chuôi gậy này. Thực tế của nó là bằng 4m04 nhé. Rồi không không có vợt. Không có một vợt thì là 3m75. Rồi. Đối với 4m2 này nó có sự khác biệt là cái vợt này nó cũng sẽ to hơn cái 2m2 và 3m2. Lưu ý là 3m2 và 2m2 thì nó có cái kích thước của cái vợt nó như nhau. Còn đối với 4m2 này nó khác nhau một chút là cái đường kính của cái vợt này nó là bằng 29 cm này. 29 cm. Và cái độ sâu này nó cũng sâu hơn, bởi vì nó rộng hơn thì đánh bắt cá có khi còn to hơn đấy. Cho nên là chiều sâu này nó rơi vào 40 cm này, gần 40. Nó rơi vào khoảng tầm nếu mà nhìn chính xác như này là 35 cm nhé. Chính xác như thế này này. Rồi ok, đó là các thông số và các cái chất liệu mà được cấu tạo nên một cái bộ gậy như thế này. Và tất cả cái giá sản phẩm của cái gậy này thì mình sẽ để dưới phần bình luận video. Các bạn có thể xuống phần bình luận video để tham khảo giá. Và đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Để bên mình có thể hỗ trợ các bạn, gửi đơn hàng cho các bạn. Lưu ý là sản phẩm này chủ yếu là bên mình sẽ bán gửi hàng trực tiếp. Bên mình sẽ không bán qua sàn thương mại điện tử. Mà nếu như có bán qua sàn thương mại điện tử thì bên mình cũng sẽ để link ở dưới phần bình luận video. Và các bạn lưu ý là khi các bạn lên sàn thương mại điện tử thì chắc chắn là giá sản phẩm nó sẽ cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trên sàn thương mại điện tử thì nó sẽ bị mất là rất là nhiều phí cùng với là cái hàng cồng kềnh, cho nên vận chuyển có thể là cao hơn. Mà các bạn nên khuyến khích các bạn nên mua những cái hàng cồng kềnh thì mua trực tiếp nó sẽ hay hơn, ở cái chỗ là bên mình đã làm được với bên nhà vận chuyển, người ta đã có những cái gói cho bên mình gửi hàng đi nó rẻ hơn. Cho nên là khuyến khích các bạn nên mua trực tiếp nhá. Giá nó rẻ hơn này. Rồi nó sẽ phí vận chuyển nó sẽ thấp hơn so với các bạn mua trên sàn nhé. Còn các bạn mua những cái sản phẩm nhỏ lẻ như con IC hay cái mạch điện tử bên mình ấy, thì có thể lên trên sàn thương mại điện tử để áp mã các thứ cũng được. Rồi ok, như vậy là đây là tất cả những cái gì mà ngày hôm nay mình có giới thiệu đến với các bạn. Thì đối với cái gậy này, ba loại này nó sẽ có các cái kích thước đường kính của các cái gậy nó khác nhau. Thì mình sẽ đo cho các bạn xem là nó sẽ khác nhau ở đâu. Thì đối với 3m2, 4m2 và 2m2. Đây.
Hai cái đốt trên cùng của ba loại này nó như nhau. Hai cái đốt trên cùng nhé. Ba loại này như nhau. Thì mình sẽ đo cái phần giữa của các đốt đi. Ví dụ như giữa của cái đốt này nó là bằng 2,2 cm. Là đường kính. Còn đối với cái đốt thứ hai này, đo giữa luôn. Vì cái gậy này nó có cái xu hướng là bên này nó to và bên này nó nhỏ. Nó sẽ giảm mút dần. Cho nên mình sẽ đo ở giữa cho nó dễ nhé. Thì cái phần ở giữa của cái đốt thứ hai này nó rơi vào là 2,45 cm. Rồi. Thì đó là đối với kích thước của hai cái đốt trên. Còn đối với hai đốt phía dưới này, dành cho gậy 4 và gậy 3, thì mình đo ở giữa. Nó sẽ có kích thước đường kính là bằng 2,8 cm. Còn đối với phiên bản 4.2 á, thì nó sẽ có thêm cái khúc dưới cùng này nữa. Rất là to anh em ạ. Nó bằng 3,15 cm. Đó, như vậy là đây là cái thông số chi tiết về cái gậy này. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Nếu như mua loại nào các bạn cứ liên hệ bên mình nhé. Còn thêm một cái phần nữa, mình sẽ thu gọn lại là mình đo cho các bạn xem nhé. Đây cái mẫu 3m2 mà sau khi thu gọn lại này, gọn nhất có thể này, thì từ đầu vọt đến đây thì nó bằng 1m3 các bạn ạ. 1m3, đây là 2m2 nhé. Còn đối với 3m2, thu gọn hết cỡ thì nó sẽ là bằng, cũng là rơi vào 1m3, 1m33 gì đó thôi. Chẳng qua nó dài hơn một chút nơi cái chốt này này. Rồi đến 4m2 này. 4m2 này thì nó sẽ, nhu cầu 4m2 ít cho nên mình lấy cũng ít hàng này. Đây. 4m2 thì nó sẽ là bằng 1m38 cm các bạn nhé. Rồi ok, như vậy là tất cả những gì chi tiết mình đã giới thiệu qua rồi. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ vào số điện thoại trên tiêu đề video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.